Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngặt nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dự ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy các con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đặt làm coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai, tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người ấy về vào giờ nào nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung phần với những kẻ bất chung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những điều đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong đoạn tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu nói với tất cả mọi người hãy tỉnh thức, đây có nghĩa tỉnh thức về thể xác và về tâm linh. Về thể xác là về đời sống vật chất của chúng ta. Và khi chúng ta tỉnh thức về đời sống vật chất, con người của mình, chúng ta cảm thấy con người mình trở nên hữu hiệu hơn, tốt hơn và lành mạnh hơn. Lành mạnh hơn ngay cả sự suy nghĩ của mình. Và tốt hơn ngay cả sự yêu thương của mình. Và ngay cả công ăn việc làm và tất cả những sự suy nghĩ tính toán của mình cho chung quanh với người khác đều tốt hơn và lành mạnh hơn. Và tỉnh thức về tâm linh như thế nào? Khi mà chúng ta có đời sống tâm linh và đời sống vật chất tỉnh thức như vậy, thì cuộc đời tâm linh của chúng ta sẽ liên kết mật thiết với Thiên Chúa, và chúng ta luôn luôn đợi chờ sự đến của Thiên Chúa đến với mình. Và hai con đường đó, nếu mà chúng ta nghĩ nó song song thì không phải. Hai con đường đó luôn luôn song song và đến một lúc nào đó sẽ gặp đến đoạn kết. Đó là đoàn kết chúng ta tỉnh thức tới ngày mà Thiên Chúa nói con người đến lúc nào chúng ta không ngờ. Đó là cái đời sống tỉnh thức. Và trong đoạn phúc âm ngày hôm nay, chính Phêrô quay lại nói: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó cho chúng con hay sao? Hay là cho mọi người? Chúa Giêsu nói điều này là tất cả những quản lý trung tín và khôn ngoan phải chú toàn bổn phận mình một cách triệt để, và có một tinh thần phục vụ yêu thương khiêm nhường. Và như vậy thì cuộc sống cái người đó sẽ cảm thấy được bình an, luôn sẵn sàng khi mà con người đến kêu người đó, đặc biệt trong hàng giáo phẩm của giáo hội. Quản lý là những người được Chúa trao chọn cho một địa vị, một chỗ đặc biệt để coi sóc dân Chúa cho giáo hội. Cho nên trong cuộc sống và những phẩm trật của giáo hội, chúng ta là những người luôn luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện cho các ngài. Vì các ngài cũng là con người phải mang hai khía cạnh, tỉnh thức về tâm linh cũng như tỉnh thức về vật chất. Nếu mà các ngài biết kết hợp đó là các ngài trở thành những chủ chăn đích thực nhất, và luôn luôn sẵn sàng đợi chờ con người
đến để kêu các ngài. Và lúc đó người chúa cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, trao ban cho người đó tất cả những nén bạc nhiều hơn nếu mà người đó có. Và ban tất cả cho những người đó cái quyền bính được coi sóc giáo hội và dân của ngài tốt hơn. Chúng ta là những người trong giáo hội. Chúng ta cũng có bổn phận như vậy, không phải là những phật trận của giáo hội. Chúng ta là những thành viên, là những tôi tớ trung tín và khôn ngoan, coi sóc trong phạm vi của mình và đặc biệt coi sóc đức tin của mình. Và định thức trong đức tin như vậy, chúng ta phải kết hợp được hai cái sự tâm linh đó là tâm linh vật chất và tâm linh thiêng liêng để chúng ta nối kết lại trở thành một người trung tín trong tinh thần phục vụ yêu thương. Đó là một cái điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta ngày hôm nay. Cho nên khi mà đọc bài đoạn tin mừng ngày hôm nay, tôi liên tưởng tới một cái câu chuyện thực tế trong một giáo hội của người Úc. Khi tôi nhìn thấy một người, cho dù tiết trời có lạnh hay nóng hay mưa hay ướt át như thế nào, cái người đó một mình lui thủi đến nhà thờ, dọn dẹp nhà thờ. Và trước khi đến nhà thờ, quỳ trước tượng Đức Mẹ, quỳ trước mình thánh thể, cầu nguyện một chút, bắt đầu lấy tất cả những dụng cụ ra để làm vệ sinh. Và tôi quan sát hàng ngày, hàng tuần là như vậy. Và tôi quan sát như vậy, khi mà làm xong, người đó ngồi trước tượng đại Đức Mẹ và thánh thể thầm tạ ơn Thiên Chúa. Cái người này nếu mà nói là một người học cao cũng không đúng, nhưng mà một sự hiểu biết, là một kỹ sư. Nếu mà chúng ta nói là một kỹ sư cũng là sự hiểu biết. Và tại sao mà có một tinh thần quá đẹp như vậy? Và tôi một ngày tôi bắt gặp, tôi nói nhà thờ vẫn còn sạch mà tại sao anh đến đây để làm vệ sinh? Thì anh ta mới nói, thưa cha, con làm trong tinh thần yêu thương, con làm trong tinh thần trách nhiệm. Khi mà căn nhà thờ mà nó sạch sẽ, nó đẹp, thì con cảm thấy tâm hồn con đẹp, con cảm thấy con tâm hồn con sạch sẽ. Con không cần ai biết đến là con đã làm cái gì, nhưng Chúa biết, Đức Mẹ biết là đủ rồi. Tất cả những công việc đó mà anh ta làm trong âm thầm và sự yêu thương phục vụ, đó là những người luôn luôn biết tỉnh thức cầu nguyện và là một quản lý tốt trong một vị trí của mình trong giáo hội, trong sứ đạo, trong cộng đoàn. Đó là Chúa toàn trách nhiệm thật xứng đáng mà tôi cảm thấy, lạy Chúa, con là một linh mục, con chưa có một tâm tình như vậy. Tại sao một người giáo dân mà họ có tinh thần như vậy? Tôi phải học hỏi người đó. Tôi phải bắt chước người đó một tinh thần khiêm nhường như vậy. Cho dù họ có học cao hiểu rộng đến đâu, nhưng mà họ trước mặt Thiên Chúa, họ là những tôi tớ trung tín và khôn ngoan. Nếu mà nhìn theo một khía cạnh như vậy, chúng ta tất cả là những người làm công cho Thiên Chúa trên cái đất nước này, trên thế gian này. Tại vì Thiên Chúa tạo dựng con người để làm bá chủ hoàn cầu và coi sóc tất cả tạo vật. Cho nên tất cả chúng ta làm đều làm là tôi tớ trung tín, phải làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa, sự yêu thương của Thiên Chúa hiện diện tại trái đất này một cách đích thực qua sự cộng tác của chúng ta, qua sự hiện diện chúng ta, vì chúng ta là những tôi tớ luôn luôn phải biết tỉnh thức và là một người quản lý trung tín và khôn ngoan. Chúa sẽ kêu chúng ta một ngày nào đó, chúng ta lại Chúa, con đây. Amen.